con đi, đi chú đi với ba con đi bộ. Dạ dạ. Thôi giờ anh đi bộ luôn cũng được. À, à, Phong Nguyễn, à, cùng anh Thâm Thiên Ngọc xin kính chào quý khán giả mình luôn. Hiện tại thì đoàn đang có mặt ở dưới Sóc Trăng không bà cô bác, đang cùng với đại diện cũng bật. Dạ. À, cũng đại diện là đi cùng với địa phương không bà cô bác, để thăm một cái hoàn cảnh khá đặc biệt. Mấy anh chị cũng chở vô bên trong không bà cô bác ơi. Đúng không anh? Dạ. Em nó đi chùa rồi nó mình coi nó hay thì nó đi gậu nó đi. Cũng đuổi xe cổ rồi gọi nó được này sông nước. Ôi người ta đua thuyền hay gì ha. Dạp ra võ đại con mốt đi. À ừ. Như là dạp tặng nó đi thi không ta đua đua gì à, đua ghe ở đây của sông mình này phải không, sông ngoài chỗ chùa phải không? Dạ. Ừ có phải đua hình như nữ đội nữ rồi nữa sông ơi, sâu không chị chút mà thấy không, mình đi dẫn không mình quẹo vô rồi. Hoàn cảnh là hoàn cảnh đây sao chị? Đây đây chỗ xe du lịch nó chở à, hoàn cảnh này là cái chú này nó bị tật, bị tật à, đi đi bằng à, như đi cái đất đụng đất luôn vậy đó. Lại coi nhà bên bờ bên sông. Ừ ai à, ấy thì là chở về đâu, chở vô chỗ nhà của anh hả? Nhà cái chú Lợi á. Không nói nhà chú Lợi cho nó biết đường vô. Nó công an viên vậy hả? Công an viên hả? Ồ gặp hết luôn gì vậy chứ hả? Chị kêu gì kìa? Chạy nhanh quá. Đi từ từ thôi cưng. Có quay khúc rồi ba. Má là má ruột hay má nuôi? Dạ má má nuôi. Rồi 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 là má ruột hả? Dạ cũng vậy luôn. Má nuôi luôn hả? Ủa bữa nay em kia có đi mà phải không? Có đi không? Không, có mình em à. Ủa bữa nay hai phóng viên đi có một rồi hả? Dạ, Quyên đi cánh khác rồi. Vậy hả? Nó cũng thiên cơ lắm đó. Rồi cái đường vậy xe chạy vô cũng khó lắm à. À, tại bữa hổm xe rước dâu ta đi á. Không, xe đó, cái xác bị ngang nó giống như xe 16 chỗ vậy đó. Cái xe của em bị hả? Ngang nó xe nhập bên Mỹ mà. Xe của em á hả? Xe nãy á. À, xe mình đi đó phải không? Dạ. Đúng rồi, bởi vì nó xe 7 chỗ nhưng mà tùy theo chiếc. Có thể là nếu mà cái xe nó xuồng nó gọn thì đi được. Mà cái xe nó hơi bự hay gì đó là đi không được. Xe bị ngang là bằng xe 16 chỗ đó chị. Ừ. Rồi nó đi được rồi thôi, mấy có một lực lượng nè chứ không thôi à. Ba cái cua này là mình tới rồi không? Ba cua đó nữa đó. Kiểu như ở đây sống theo phong tục tập quán rồi. Cái nhà như vậy mà không chịu bỏ, cứ ở gì hoài đó. À, cha em dâu, mà em dâu có cái là này chồng chết cho nên về ở chung cũng ngại. Khó lắm, người ta đồn khó. Ừ, người ta đồn đại đâu có ở được. Cũng như là nhà em dâu kế bên nhưng mà chỉ về ở nhờ ăn cơm thôi chứ không có qua ngủ ở ngủ được tại vì em dâu cũng chồng chết rồi. Có thấy tầm bậy bà ha, sợ khi dị nghị sống quyền rồi vậy gì đó của nhà nào đó đó đó. Ờ à, chú này ha, bởi vì qua đây nó nực có ngủ được ngủ được mát. Ở đây con chạy với con nước ơi, cái người đó giùm đi mới vừa tới rồi ông bà cô bác ơi. Nó không được sao chú, nó chặt cái này ắt chăm sóc. Ừ, cảm ơn nha. À, chị cũng đây được cô anh đưa cho cô đi. Cảm ơn nha. À, hả má? Có coi trong điện thoại. À, cô này cũng biết má nè. Cảm ơn chị nha. Có coi trong điện thoại. Cảm ơn chị. À, chị cũng giới thiệu hoàn cảnh ở đây giúp cho tụi em ha. Để đứng góc bên đây nè. Chú Lợi ơi, bữa nay tụi con đưa Mạnh Thường Quân xuống thăm nhà chú Lợi nè. À, chú này là chú Trần Văn Lợi, là chú trước đây thì ở với mẹ, mẹ già nhưng mà mẹ qua đời rồi cái là căn nhà nó bị sập đi, cái chú chơi lại, chú làm gọn là chú ở, chú không có chịu về bên đây ở chung với em. Đây là em dâu nhưng mà em ruột đã mất rồi. Còn rồi, em dâu không? Còn em dâu, rồi mấy đứa cháu trai, có đứa thì là nuôi anh là đi làm gửi tiền gì cho phụ mẹ đặng nuôi bác. À, rồi mỗi bữa thì chú
chú thì tao đi là cái mông đụng đất luôn vậy đó. Chú thử đi đi ra đó, có vậy nhà đó. Bên người em cũng tốt quá mà sao không ở vậy? Tại vì điều kiện hoàn cảnh là em dâu nên dâu mà em ruột đã mất rồi, cho nên là ở chung thì nó cũng bất tiện. Ở đây người dân tộc ta phong tục tập quán ta cũng khó á, cho nên là ở vậy đó. Chứ phải còn em ruột thì ở chung nó tiện, cho nên là chú thì được cái khuyết tật, nhưng mà thì thôi mình mời bà con đi vô thăm chú đi chị. Rồi mời bà con đi vô, bữa nay thì có đoàn xuống rồi mời bà con đi vô thăm gia đình của chú ha. Dạ. 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 Xin phép chú ha. Dạ. Không để con gắn cho chú chứ. Anh cho ông bà nghe được tiếng chú ha. Dạ. Chú ở đây là địa chỉ cụ thể là mấy hay chú? Địa chỉ xã gì? Tam Sóc C1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Chú tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Tên Trần Hữu Lợi, mà sinh năm 1963. Cái này là chú bị khuyết tật từ nhỏ hả? Bị khuyết tật từ nhỏ. Bây giờ chú đi thử vài bước thôi, tôi con xem được mà chú. Đi đây. Đi bằng xe lăn không à? Dạ, bằng xe lăn. Dạ. Chiếc xe để ở nhà. Hiện tại là chú ở trong căn nhà này đây. Dạ. Cái nhà cửa vậy mà sao chú ở được? Dạ. Nhà cửa sao chú không vậy mà ở? Che đỡ vậy á. Che đỡ. Có chân chú vũ ra được không? Dạ. Nó hơi quẹo một bên vậy nè. Là cái chua chân nó lận như là sao? Là người làm sao rồi. Tay bà cho chị nhìn chú con qua vòng tròn. Thấy hai ông bà trên tivi hoài. Bà con đây ăn thuốc ba má hả? Mà cái chân của anh sao nó kỳ vậy? Sao nó ngược vậy? Em cũng không biết. Cái này là bẩm sinh hả? Bẩm sinh hồi nhỏ lắm. Rồi bây giờ anh ở đây với ai? Ở đây giờ ở với Ngện nè. Ở Ngện mà nhà cháu nó ở thành phố, nó gửi tiền về cho mẹ nó. Anh nuôi bác hai nó. Coi như bên đây là nhà em ha. Nhà em dâu. Em dâu. Dạ. Ủa rồi anh có vợ con gì không? Không có. Độc thân. Độc thân hả? Dạ. Trời, bên kia quá chỉ quá trời vậy. Quá trời lòng quá. Vậy sao đây là nhà em dâu. Dạ. Cháu là con của chị đó đó hả? Dạ. Giờ nó nuôi anh hả? Nó nuôi. Rồi có cháu nó nuôi thì... nó gửi tiền hàng tháng vậy, nó làm ở trên thành phố á. Vậy cũng tốt, có cháu vậy cũng tốt nha. Dạ. Vậy là chú đâu có nấu ăn ở đây ha? Đi mà. Không có nấu ăn mà em dâu nấu cho ăn. Có cái chị em dâu mời chị em dâu ra đây cho tụi em hỏi thăm xíu đi chị. Đây là chị Ngọc phải không? Phải. Thôi chào ơi, thôi chào ơi, chào Mỹ Thuận đi dòm đó. Cảm ơn chị ủng hộ con Mỹ nha chị. Cảm ơn chị ủng hộ con Mỹ nha. Chị ha, chị lại em dâu hả? Em gắn này để nói chuyện đi. Nói chuyện không em chỉ bám bám nghe ông Nguyễn chút xíu thôi. mời mấy chị qua đây cùng tụi em xíu đi chị. Qua qua đây. Ủng hộ. Phong ơi. Bà má xuống qua cho đón rồi. Phong ơi, bà con vòng vòng á nghe Phong xuống là đi lại mừng. Dạ. Mấy bé nhỏ cũng thích thương bà má rồi. Bà con đứng vô, đứng vô đánh đủ cho vui. Này là rồi. Vô đi con. Bà có thấy không? Hiền vô. Hiền. Rồi Phong hỏi thăm em dâu coi sao Phong. Dạ. Má hỏi giúp con đi. Má hỏi đi má. Rồi chị là hàng ngày nấu cơm cho ảnh ăn hả? Hàng ngày nấu cơm cho bà ăn. Vậy là chị nói tiếng Kinh không rành đúng không chị? Không rành đó.
Vậy thì anh vô đây nè, chị nói tiếng Kinh không lành nè. Vô đây anh thông dịch chiến giùm mình, nói tiếng Kinh mẹ cho mẹ. Rồi rồi chị nói đồ vật nào không đúng gì đừng có la em. Ấp nè, anh ấp lần nữa. Ấp nè. Rồi mà chủ ban của ấp tôi thích thì một. Rồi em với các mẹ em được. Rồi, đứng ra hỏi thì tắng tắng cái nước Khmer đi rồi con giải nghĩa tiếng Việt cho. Cái nào mình nói tiếng Việt được thì mình nói, còn nói không được thì mình nói tiếng Khmer. Đúng rồi. Tiếng Việt được thì nói cái này, tiếng Việt cũng gành mà mình nói tiếng Việt khỏi gành. Thì cứ nói đi rồi anh Trường Ấp đây. Gành mà. Anh Trường Ấp ơi. Dạ. Nghe thấy anh hai vậy tội nghiệp không có ai. Gành. Không, nó cái tiếng nói này, tiếng nói cái nghĩa gì tôi có câu chị trả lời. Nghe nói anh hai tội nghiệp không có ai nuôi. Anh em mà không có thể là 7 người. 7 người bỏ bà Lan bà Lóc vậy đó. Bà Lan bà Lóc. Dễ thương nghe chưa. Thiệt á. Con nước thì thấy không có ai kêu ổng mời ổng lên ăn gì hết trơn. Thì em thấy vậy nói hồi đó chồng còn. Nói vợ ba mẹ ơi bây giờ tội nghiệp anh hai. Kêu anh hai ở với mình đi, mình nấu cơm mình nuôi anh mình đi. Hồi đó có bầu anh thằng thứ hai 1 tháng rưỡi. Trong bụng á. Vậy tới giờ nuôi tới giờ 31 năm hả? Là chị nuôi không hả? Rồi vợ thằng thứ hai đi làm đưa tiền lại. Con chị nuôi ảnh. Nuôi lại. Gửi tiền lại. Tặng gửi cho bè nuôi bè. Thương quá vậy. Vậy đó. Chào à, chị nè. Nuôi vậy sao chị không mời ảnh về cái căn nhà mình ở luôn đi mà để ảnh ở như vậy thôi sao tội quá vậy. Này nóng nực ổng ngủ ở đây rồi tới trời mưa thì thấy tội nghiệp. Kéo ảnh ở đây. Bên đây nó mát. Có nghĩa là Thiêm Tấn nói á là chú Lợi ở đây mấy chục năm rồi quen rồi. Quen rồi. Đó. Rồi cái mùa mưa á thì chừng qua nào mưa Thiêm Tấn ở đỡ. Không có chỗ tá túc á, mấy chịu mà bệnh không giọt ướt á. Nhưng mà dạ nhưng mà em cũng thương với anh. Ví dụ tụi em cũng thấy anh cũng thương nhưng mà sao anh không hoàn toàn dỡ cái căn nhà này đi mà về ở với lại em bên cháu mình, em dâu mình đi. Tại vì cái người em dâu này là quá tuyệt vời, số 1 luôn. Là cháu cũng vậy. Dù là anh là bác đúng không? Bác, nhưng mà bác hai. Coi như bác mà hiếu thảo. Rất là hiếu thảo. Sao? Anh thấy sao? Thấy thì gia đình thì cũng mấy đứa nó cũng đông. Dạ, cũng đông hả? Rồi mình ở nhiều quá cũng chặt chỗ gì đó. À. Dạ. Ba trai một gái, dạng Tết rồi về. Dạ, coi như là tại vì là không có chỗ ngủ. Dạ, không có chỗ ngủ luôn. Dạ. Thì nó về đông quá. Dạ. Với lại cho em hỏi này anh đừng có la nha, tại vì em nghe là bà con đây theo cái phong tục là nói bao phong tục ơi, em anh xác nhận cô có không? Ví dụ như chị này cũng mời anh về nhưng mà em ruột của anh đã chết rồi, đã mất rồi. Đã mất rồi thì anh về coi như em dâu giờ là coi như cũng là chồng mất rồi thì anh về anh cũng ngại, ngại. Đúng không? Anh ngại đúng không? Ngại. Dạ. Sự thật là ngại đúng không? Dạ. Nên anh muốn là bên đây là anh tự do khi nào mà mưa không có chỗ anh ngủ bắt buộc anh mới về bên đó. Dạ. Dạ. Đúng vậy. Dạ. Thấy thương ghê bà con. Dù anh tàn tật nhưng mà anh cũng giữ cho đúng cái coi như cái phong tục tập quán của bà con ở đây ha. Dạ. Thương ghê. Rồi sao anh Trưởng Ấp? Ở đây thì thấy coi như cái này nói em xin lỗi anh nha. Dạ. Nên nói cái nhà thì nói thật cái ruột đau như thắt. Nhưng mà nói cái nhà anh thì cái ruột tụi em đau như lắm. Nói cháu đáng thương ảnh lắm chị ơi. Đáng thương ảnh lắm. Dạ kêu y vô ngủ y nói ngủ ở đây rồi mát dạ Tấn ơi. Nói vậy. Vậy hả? Cũng như là ngại với em dâu. Không có vô đúng rồi. Ngủ ở đây ngủ ở đây mát dạ anh Tấn. Nói vậy đó. Chị là vợ của anh Tấn hả? À. Vậy hả? Ừ. Rồi, em mắc à, thằng nó thứ ba. Ba nó mắc người. Anh là thứ hai hả? Dạ, thứ hai. Mấy người đi thì anh ta đi tùm lum tùm la. Anh Trưởng Ấp nè. Dạ. Thì cho tôi hỏi coi thí dụ là cái tại vì cái mong muốn ảnh ở đây là ảnh vô ảnh cũng sống theo cái phong tục tập quán của bà con ở đây. Dạ. Thì vậy sao anh thấy anh cũng sốt sắng, cũng nhiệt tình. Dạ. Sao anh không coi như nguyên góp thì cũng đúng. Đúng. Dạ. Quý bà con bác. Thì ngay thì cũng tụi em cũng có trao đổi với Trưởng Ấp mà cũng được xác nhận của anh Lợi ở đây.
thì cũng rất là cảm kích trước tấm lòng của em trưởng ấp ở đây. Cũng xin cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi ở đây thì như em đã nói đó, mỗi cái địa phương thì coi như là cũng chăm lo cho dân, nhưng mà cái giống như là cái kinh phí không có đủ, đúng không? Tại vì chị cũng biết là cái bà con ở đây coi như là còn nghèo rất là nhiều, vùng xa vùng sâu rất là nhiều. Đó thì bây giờ là với sự nhiệt tình của em thì chị cũng cảm ơn, rồi mong đây là dạ thưa bà con, đây là chị này là chị Xuân, chỉ là làm bên huyện thì chữ thập đỏ, hội chữ thập đỏ, bên chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện, thì cũng là mong chị là coi như là đây ở dưới đây là lính chị không nè, đó là cũng ghi nhận cái cái coi như cái tấm lòng lo cho dân, lo cho bà con của em lại đây. Thì mong là cũng có thí dụ có cơ hội thì lên xíu nữa để lo cho bà con đi xin gạo, xin này xin kia. Như chú đây nè, chắc có tiền trợ cấp chứ. Dạ có là bảo trợ xã hội. Dạ 540 thì anh xài sao, đủ không? Xài nhánh thì vừa đủ tháng, tới tháng hết. Có mua rượu không? Đủ. Hả? Có mua rượu không? Thu hố à? Mua rượu không? Thu giảm thuốc đi thuốc. Mua rượu không? Thu hố à? Có uống rượu không? Cũng có uống, nhưng mà cũng như là có anh em lại rủ chơi. Chứ không có uống ghiền phải không? Đừng để ghiền, thèm uống. Tại vì tại anh không khỏe với anh ở một mình là không nên uống rượu. Dạ. Uống rượu là nói với em cũng gió nguy hiểm lắm. Rồi anh nè, cho em hỏi nè, rồi hàng ngày là em dâu cho mình ăn cơm với gì? Ăn cơm thì em có gì cho mình ăn cái có đó. Có gì đãi nấy đúng không? Dạ. Cơm em ăn cũng quý rồi. Dạ. Cháo thì coi như là em mình nó cũng đùm bọc mình mấy chục năm rồi. Dạ. Trân quý cái tấm lòng của chị vô cùng. Cảm dạ, chị cũng ba mấy năm. Dạ, ba mấy năm rồi. Năm mốt. Dạ. Đó vậy đó bà con thấy ra là như anh vậy là còn may mắn, là còn có người không vợ không con em rồi, nó đâu có lo em đâu. Ruột cũng lo nữa, đừng nói tới em dâu nó bỏ rồi mà. em này tuyệt vời quá nè. Chào phút tay không á, chào phút tay cho em dâu. Rồi có khi nào mà anh tâm sự nói chuyện với em dâu anh coi như tàn tật vậy mà em với mấy cháu lo cho anh rồi anh cũng biết ơn tập em này cũng có ai đó là đâu cử động được, có nói không có. Cái Tết cái gì con cháu lại lì xì cho vậy đó. Rồi anh cũng tâm sự đúng không? Ông tâm sự rồi ông nước mắt tại chưa khóc nữa phải không? Khóc nữa hả? Anh khóc anh cảm kích trước cái người em dâu này đúng không? Dạ khóc dạ hả? Dạ hả? Có khi khóc có khi khóc. Thấy ẵm em đi chú con, ẵm em đi chồng con. Tội nghiệp quá vậy ta. Cái tay đó giờ là liệt luôn rồi. Liệt hả? Nói đúng ra thì nói ra thì rất là biết điều nha chị ha. Rất là biết điều. Rồi được em dâu mà em dâu cũng biết điều mà coi như anh cũng biết điều. Rung tay giờ rung. Cầm cái gì là rung. Rồi chị Xuân. Chị thì thuộc về chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện, chị xuống dưới coi nha, xuống dưới ấp này thì chị thấy cái hoàn cảnh này chị cảm nhận sao chị? Đi xuống đây thấy hoàn cảnh của anh nó rất là thương tâm. Thương tâm đến nỗi mà xúc động luôn. Nhưng mà dù hoàn cảnh của chú như vậy thì ở đây cũng có chính quyền địa phương, đặc biệt là em trưởng ban dân ấp cũng nhiệt tình giúp đỡ. Và huyện hội cũng thế, khi có quà thì cũng ưu tiên. Hôm rồi như Tết Nguyên Đán nè, là anh được quà của một nhà tài trợ cho, mà cho tới mấy phần là cũng như là cho đầy đủ như để dự trữ cho ba phần. Rồi xong anh lãnh quà xong là anh ginh không nổi luôn, anh ngồi giữa cái đống quà chất xung quanh vậy, anh ngồi anh giữ đợi cháu lại hoặc ôm lại rước về đợi cho mà trở về. Thì là huyện hội cũng thấy hoàn cảnh của anh như vậy, hôm rồi đi khảo sát thấy hôm nay nên là mới đưa đoàn xuống đây để mà chia sẻ cái hoàn cảnh của anh.
để coi có Mạnh Thường Quân nào có giúp đỡ gì thêm cho anh để động viên cái tinh thần anh vui vẻ, anh phấn chấn cho anh sống thọ sống lâu. Tại vì cuộc sống của anh tuy là khuyết tật nhưng mà tàn mà không phế. Nhờ cái tình thương nhờ cái tình thương của cháu, của cho em dâu, của bà con xóm giềng, rồi của chính quyền địa phương ở đây là ai cũng chung lo cho anh, thấy anh như vậy ai cũng chung lo để cho anh để có cái cuộc sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Cấp huyện cũng nhìn thấy cho nên là cũng rất là quan tâm, mỗi khi có cái quà hay là có cái chế độ chính sách gì cũng nhắc ở xã là nhớ với hộ chú nha. Cảm xúc muốn rơi nước mắt luôn bà con ơi. Mình nói mình cũng không cầm được xúc động chứ cái hoàn cảnh của anh thì cũng qua cái hôm nay thì cũng rất mong là quý Mạnh Thường Quân gần xa quan tâm giúp đỡ cho anh, là để tạo động lực cho anh được sống vui sống khỏe và hòa nhập với cộng đồng như bao người khác không có mặc cảm với xã hội. Nếu mà được như thế thì cũng xin rất là chân thành cảm ơn mọi người và tất cả Mạnh Thường Quân gần xa đã quan tâm và rất là mong để là giúp đỡ cho anh được phần nào. Để cảm ơn chị rất là nhiều nha. Bây giờ có bà con cô bác nãy tụi em xuống thì thấy đông quá. Có bà con nào đại diện cho tụi em hỏi chuyện xíu không ạ? Dạ, mời chị. Hồi nãy nhìn bà con lắm mà. Hoàn cảnh này sao? Nè, cô này với chị này với bà con vòng vòng đây đông lắm. Dạ, bà con. Dạ, rồi sao chị? Chị thấy cái hoàn cảnh này ảnh đáng thương không? Thì tại vì nó có mình nên nè, nó giờ nó có tật có gì nữa rồi. Này thì em dâu thì phải ở kế bên thì phải lo. Dạ. Em dâu là số 1. Em dâu là số 1. Rồi lâu lâu cháu gửi cho chút đỉnh và chăm vậy đó. Dạ. Thì thuốc đồ. Dạ. Cảm ơn chị. Thì bây giờ theo anh trưởng ấp ở đây. Dạ. Thì mình cần giúp cho anh cái gì nhất ạ? Dạ thì ước nói chung là cái nguyện vọng của chú Lợi á, từ trước giờ với Thím Tấn đây, tất cả bà con trong xóm luôn. Dạ. Cái bữa chị Linh ấy, là phó chủ tịch hội bên Tiểu Đỏ thì xuống nói anh Phương hay sao mà quá trời vậy đó, thì nói là địa phương thì cũng gợi ý lên hội chữ thập đỏ xã thời điểm mà Bắc Bình Sương á, rồi xong rồi tới chú Sáu Ngọt đó, để làm cái chính quyền á. Thì địa phương cũng gợi ý nhiều lần rồi, nhưng mà hai lần qua hai lần rồi cái nguyện vọng cái ước muốn của chú Lợi với địa phương luôn chưa thành sự thật, là nguyện vọng ước muốn là được một cái nhà để tránh mưa tránh gió đó. Thì qua đây thì con thì đại diện trưởng ban nhân dân 861 thì qua đây cũng rất là mong lần này được sự hỗ trợ, được sự quan tâm của cô chú và anh chị gần xa, tạo điều kiện để cho các Mạnh Thường Quân đó hỗ trợ các cho chú Lợi một cái nhà tránh mưa tránh gió, đó là một cái điều rất là quý. Thì qua đây thì con cũng rất là mong là ước nguyện của chú Lợi sẽ thành sự thật. Thì trước nhất thì con cũng thay mặt gia đình thì cảm ơn tất cả như là cô với chú và anh đã đến địa phương để xem xét cái hoàn cảnh gia đình, và thay đó thì cũng là thay mặt địa phương cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Dạ. Anh sao? Cảm ơn anh nha. Anh trưởng ấp nói vậy có đúng không? Có đúng với sự mong muốn của anh không? Dạ đúng luôn. Anh mong muốn sao? Anh nói lại. Mong đi. Muốn được căn nhà che mưa che gió vậy. Dạ. Cho cái này có mấy tấm tôn chứ gì anh đúng không? Dạ. Mấy tấm tôn được rồi đúng không? Dạ. Đúng không anh? Dạ dạ. Nhưng mà đây là anh dừng tôn hết là nóng lắm. À. Giờ thấy là nóng làm, anh có ở được không? Làm cái nền với mình làm cái xương làm cái lá đây là mát nở là thấy cái nhà nóng quá anh chịu đâu có nào. Dạ. Không làm lá không được, làm lá cứ sửa hoài mưa sửa hoài sao được, rồi mình muốn vậy thì mình phải làm cửa, mình làm cách sao cho ảnh mát mát cho thoải mái chút xíu, rồi thêm cái máy quạt nữa đúng không? Dạ. Chứ còn lá là cái đây mùa mưa mà lá lá rồi ảnh vậy rồi ai sửa chữa vô vậy đó. Nhưng mà nấu là theo cái hướng mình thôi chứ còn giờ chưa có ai cho. Bây giờ làm để nhiều cái cửa sổ cho gió lùa vô. Dạ, đúng rồi. Chứ anh đâu nấu nướng gì đây đâu, đâu phải không? Đâu nấu. Chỉ có như cái phòng vậy thôi. Dạ, làm như cái phòng vậy. Phòng... Ừ. Cái nghe nhà trọ. Anh phải đi về bên kia. Dạ, rồi, thì vậy đi. Hả? Không cho anh đi cho anh cử động. Ừ. Chứ còn bên này thì mình nếu mà mình làm thì có mình ảnh cũng không ai dầm ngó. Thí dụ anh đi mà anh có sụm có gì có người này đưa kia đỡ. Mấy cái này cái bậc này anh lên được đúng không? Dạ. Ờ đó thì vậy đi cho tiện. Thì như chị ảnh muốn ở đây luôn thì đâu phải ngày nào mà cũng ấy đâu, thì vậy cho có người dầm ngó qua còn lại.
Nhưng mà nếu được cái nhà rồi chắc ảnh ngủ bên đây không, mùa mưa ảnh cũng không về bên kia. Đúng rồi. Tại vì cần cắn đã là tới mưa không chỗ này nó dột mới về bên kia ngủ thôi. Cắt thì chắc cũng gọn gọn vậy đó rồi. Cắt vô mệt vuông. Không giờ y, nếu mà cắt theo y nhà cũ ảnh nè, chứ không cắt chi bự. Tại vì mày ngang 4 mét nè. Y như nhà cũ. Chứ không chi bự, anh đâu có phải gì bên chú em dâu cùng vụ rồi. Dạ. Con bự cũng đâu ai ở chị Sương. Cháu nó về đâu thằng cháu. Thằng đó rồi, con cái giường đó rồi trời. Thì nó quá vậy rộng ra chút cho nó có cái giường nữa cho nó về ngủ riêng, tại lớn tuổi khi ngủ chung không ngủ bắt ngủ được. Thì bác giường cháu con giường vậy thôi. Thôi bây giờ chị giờ cái nhỏ này đi, mong muốn còn chưa sinh được nè. Thôi nhưng mà có gạch rồi là ngủ được cái mát nữa. Vậy nè, còn chưa có nè, còn độ nó bự sao, bự được. Thôi giờ tùy duyên đi. Tùy duyên đi. Nói sao giờ? Sao giờ, biết sao nói sao giờ? Thì thôi thôi, thì không biết chị Hảo giờ này xong ngủ chưa ta? Xin miếng coi được không? Để điện chị Hảo coi. Dạ, dạ, dạ. Còn, sắp giới còn tại vì biết sao? Giờ không biết anh hai vậy chưa ta? Để điện anh chưa nói. Đâu, dạ. Nhắc này sớm ở bên kia, người ta kịch muốn vợ. Ê, nó khoan khoan khoan. Để đang khuya, ta trước khi mình hỏi, để mình hỏi anh Trương Ấp này trước. Dạ. Anh Trương Ấp. Dạ. Ví dụ á, bây giờ ủa, à, ở nhà đây có anh nào có cây thước không ta? Không có. Dạ dạ đây. Trời ơi, sao nó vậy? Hên quá, nghe mẹ anh đi đo đất nhà. Đi đo đâu rồi, anh đi đo đất nhà anh á, hồi hên chứ. Sợ lắm đất rồi. Đó, rồi đúng rồi. Em kéo nghe. Đây, anh kéo nghe coi. Đo đất là gì? Kéo nghe đi. Này để ướm thử đi rồi em xin coi được không quá đó. Dạ, cái này là 2 mét rưỡi. Sao 2 mét rưỡi? Câu lại nha anh. Phải không? Dạ. Tới cái cột này 2 mét rưỡi là anh coi chiều dài đi. Dạ, là từ đây tới cột đó. Dạ, là anh coi chiều dài đi. Cho 3 mét đi, tới đây luôn 3 mét. 3 mét đi. 3 mét đi. Coi chiều dài. Dạ. Thì 3 mét nè. Một tới cái lỗ đây là 3 mét. Ờ, 3 mét đó. Cái này luôn, cái này luôn. Ừ, đúng rồi. Nhiêu? Nhiêu? 5m 4m8 5m 5m. Anh, em nói ví dụ vậy nè. Em nói ví dụ nha, chứ cái này em chưa xin mấy anh mấy chị em không dám quyết à, để xin ý kiến. Thí dụ như tụi em xin được mấy anh mấy chị thì làm cho anh theo cái nhà này mà làm tên anh có chịu không? Làm cũng chịu. Cũng chịu ha. Dạ. Cũng chịu được. Mà thích không ha, là miễn cưỡng thích, đây. Thích 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 ha. Dạ. Làm tôn cho anh khỏi che mưa che nắng. Dạ. Có nắng cửa sổ nhiều là mát. Có được vậy là quý. Dạ. Vậy thì để em điện thoại chút xíu. Em điện thoại em hỏi. 15 mét. Ê nó nghe nè. 3 mét. Thí thí dụ như giờ vậy nè. 3 mình, mét. Anh đây anh có biết anh nào thợ hồ không? Dạ có. Đâu là anh ha? Không, nếu như kiếm thợ hồ để xây nhà cho chú Lợi thì con vẫn kiếm thợ bình thường. Không 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 có xây nha, làm tôm thôi, làm dạ. Tiền chế làm tôm. Tiền chế. Ừ. Tại vì xây lên chừng mét à. Xây mét đây. Dựng lên chứ. Rồi đóng lò phong với gạch. Vậy thì bây giờ anh có thợ hồ đây không? Anh kêu qua đây lại đây luôn giùm được không? Tại vì cái nhà ảnh nhỏ. Mình có thể mà mình hút luôn á chị Xuân. Để rồi ở xa xôi rồi đi lên đi xuống cũng mất công cực, kệ cho ảnh cái niềm vui nho nhỏ đi. Tính vậy thôi chứ chưa xin nha anh. Xin có để em xin lại. Dạ. Em xin cho. Không có là em hút hụi chót luôn là chết luôn. Chứ cũng làm cái hành lang vậy nè cho ông ra ngồi. Vậy rồi. Cắm ra anh ngồi. Cũng có cái máy vậy nè đó. Lợp y kiểu y vậy đó. 15 mét vuông như phòng trọ. Có la phong là mát rồi. Đúng rồi, la phong với mình mở cửa sổ. Cửa sổ hai bên hai cửa sổ. Lùa vô. Chắc giờ nãy với mà chưa nghe. Mới nghỉ chưa? Chiêu. Dạ. Chiêu ơi ngủ dậy chưa? Em phá giấc ngủ chị đầu đúng không? Dạ. Mà không sao, cũng dậy đến giờ dậy. Vậy hả? Trời thương quá trời, coi chị còn ngủ sặc sừ nè trời. Chị ơi, em xuống em quay cái nhà Phong, quay cái nhà của cái anh mà bẩm sinh ảnh bị què chân, mà cái nhà ảnh bây giờ là ảnh nói là ảnh không có chỗ che mưa che nắng, mà cái nhà trời em thấy em xin lỗi chị chứ. Còn hơn cái nhà của cô Điệp nữa, nhưng mà có 3 mét với 5 mét à.
tụi em cũng tính xin ý kiến chị với lại anh Duy đầu coi sao, coi chị em mình có thể làm cho ảnh chút xíu, cho ảnh có chỗ che mưa che nắng được không không chị? Đây nè anh, chị Hảo cái chị. Dạ, dạ. Đó, này. Đó. Đó. Tại dạ. Vì anh Duy anh giận nhau với chị, các không biết lý do tại sao, tôi hiểu rồi. Dạ. Thôi chị cũng chẳng nói chuyện, mà cứ tính đi. Ai sao chị vậy nhé. Dạ. Rồi anh vậy rồi, anh chị cảm ơn, anh cảm ơn dạ. Chị Hảo đi, chị Hảo. Cảm ơn chị Hảo. Dạ. Rồi xin cho chị Hảo một tràng pháo tay đi bà con. Chỉ là ok rồi đó. Đây bà con quá trời buông đông nè, chị thấy không chị yêu? Trời ơi. Dạ. Đây bây giờ là trước tiên là chị, cái chị này là chị chủ tịch hội chữ thập đỏ ở huyện, chị Xuân á, chị cũng có muốn lời cảm ơn chị nè chị Hảo. Chị Hảo cũng thay mặt địa phương nơi đây rất là cảm ơn chị đã có lòng hảo tâm để giúp cho chú Lợi có căn nhà che nắng che mưa, đó là cái nguồn động viên chú để chú vui vẻ để mà sống vui sống khỏe hơn nữa. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Rồi anh Trường Áp ơi. Dạ tại vì ảnh ở có một mình, không có vợ không con, ảnh bị tật bẩm sinh tới giờ đó chị. Ủa, rồi không tin vui vậy mà. Chắc không nhiều đâu. Đây anh Trường Áp nè, cảm ơn chị Hảo đi, chị Hảo ok rồi đó. Dạ con thay mặt gia đình chú Lợi là cảm ơn cô Hảo rất là nhiều. Hôm nay thì con đại diện người dân là thành thật cảm ơn cô đã ủng hộ để cái ước nguyện của chú Lợi được thành sự thật. Dạ con cảm ơn. Em ơi cho chị hỏi thăm em là dạ. Cái căn nhà đó dự trù khoảng là bao nhiêu, tại vì chị có cái ý định là sẽ là khả, nếu mà nó không đáng bao nhiêu thì xin phép em cho chị chuyển cái phone trở về chị Ngọc. Đây 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 em đang nghe đây chị yêu. Ngọc ơi, dạ. Căn nhà đó nó có nó khoảng chừng bao nhiêu tiền, nếu mà ấy thì để anh Duy tính chuyện khác, ví dụ như anh Duy có thể như là mua cho chú ta cái xe hay cái gì để di chuyển. Dạ, dạ, vậy là cái đó là chị tính chị em mình thôi hả? Vâng, thì vậy đi. Không, 3m, 5m nó đâu có đáng bao nhiêu dạ. Đâu. Chị bây giờ chị cho phép, chị cho phép. Dạ. Chị cho phép hôm dạ chị ơi, giờ cho em nói xíu nha. Vậy thì chị cho phép hôm nay là coi như có mấy anh mấy chị Mạnh Thùng Quân bên phòng đó vậy chung tay với mình luôn ha chị ha. Rồi nhờ thí dụ ơi cho nói tặng nhà chú mừng quá chú bò cho cảm ơn. Nó cảm ơn rồi. Cho nhiêu thì bà con trao yêu thương nhiêu còn nhiêu chị em mình ha. Vậy ha chị. Hay là sao? Ý chị sao chị yêu? Rồi mất sống rồi. Chết chưa đi ra luôn không điện thoại, cái điện thoại không đâu không điện được hả, hết pin thôi, hết pin nên yếu như lắm. Phong nè, đây Phong điện thoại chỉ đi được không, nãy mới thấy con nói chuyện mà con. Dạ chị yêu, cái điện thoại em muốn hết pin rồi để Phong nó điện coi sao. Dạ chị nói tiếp đi, chừng nào tắt hay. Dạ rồi chị nói tiếp đi chị. Máy điện máy mười. Mình làm tốt phép cho người ta chút nha. Ngọc nha. Dạ chị yêu. Thì em nói vậy nè. Thí dụ ông ấy thì mình làm, tại vì chị ở có mình nè, mình ảnh ở một mình không cần thiết phải phải chỉnh chu cho lắm. Mà tương đối đi, rồi thí dụ có dư được triệu 2 triệu gì đó cho anh bỏ túi đặng có về cái mặt tinh thần của anh đó nha chị yêu. Rồi. Dạ vậy thì bữa nay là coi như mấy anh mấy chị Quý Mạnh Thùng Quân trao bao nhiêu còn nhiêu là chị em mình cứ đôi hen. Dạ. Quan hô chị Hảo một lần nữa đi bà con ơi. Rồi cảm ơn anh coi như là anh Thành nè, anh Thành cảm ơn chị Hảo đi nè. Chị Hảo ơi. Em thì ở Châu Thành, nhưng bữa nay em đi lang thang ngô lạc qua tới Mỹ Tú. Thì em cũng trên tinh thần rất là chân thành cảm ơn chị giúp cho được cái chú này được căn nhà che nắng che mưa. Thì cho nên em rất mong làm sao chị tranh thủ về Việt Nam để chị cùng chung vui với tụi em. Và đồng thời đó chị coi những hoàn cảnh khó khăn như thế này để chị tạo kỳ kiếp đỡ. Nhưng mà cho em xin gửi lại chị hết bệnh cho chị, nghe kỳ rồi là nghe nói chị bị bệnh gì đó chị. Hiện giờ đang nói chuyện với chú thì hiện giờ cái đầu đang đau rồi. Trời thấy tội nghiệp chị quá trời luôn. Thôi giờ em cũng cầu mong cho chị là
mau bình phục sức khỏe, dồi dào sức khỏe, an khang tình dưỡng, chúc chị trẻ mãi không già. Dạ vâng, cảm ơn chú nhiều lắm, nhưng mà đau thì đau chứ nhiệm vụ lo cho người nghèo thì chị lúc nào trong đầu chị cũng canh cánh. Chị quá. Khả năng có sao thì chị sẽ làm vậy. Nhưng mà giúp được người nào là thoát được qua người nào là chị mừng người đó. Dạ. Chị quá thương luôn rồi. Thôi vậy chị nghỉ ngơi cho khỏe đi chị ha. Vâng. Cảm ơn anh Thành, cảm ơn tất cả, cảm ơn chị chủ tịch hả? Chị Xuân, dạ. Chủ tịch huyện hả chị? Chủ tịch chủ thập đỏ huyện. Chủ tịch huyện Hồ Bảo Bị Lai chết rồi. Rồi cảm ơn chú chủ tịch gì mới nói chuyện đó, cảm ơn tất cả mọi người nha. Dạ. Đã có lòng nghĩ tới mình để cho mình góp sức với hoàn cảnh này. Chị rất là cảm ơn. Cũng cầu mong cho chú đó sớm được cảm nhận sự may mắn nha chị. Rồi, chị em cũng chúc chị được nhiều may mắn, mau bình phục sức khỏe hồi phục trở lại nha chị, vui khỏe nha chị. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Rồi cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn chị yêu. Vậy vậy cho tụi em xin Quý Mạnh Thường Quân cho em Quyết ha chị ha. Dạ, yeah, dạ rồi cảm ơn chị yêu nhiều. Chị nghỉ ngơi đi. Dạ. Chào chị, giữ gìn sức khỏe. Rồi, mừng quá rồi. Giờ anh Duy đâu dám điện. Anh Duy, chị Hà đâu dám điện. Thôi đi đi. Thôi vậy. Rồi vậy đi Phong trao quà đi Phong. Phong trao quà đi Phong. Trao quà đi. Vô má. Đi. Mời anh Trường Ấp với mời mấy chị vô coi như chia sẻ cái niềm vui với anh này. Giờ nhắc cái ghế cho anh ngồi đi, tội anh quá. Chạy chị, nhắc cái ghế đi. Cái ghế nào vừa cho anh ngồi để anh leo lên nặng quá không? Đỡ anh lên giùm đi anh Trường Ấp. Đỡ anh lên đi. Đỡ anh lên ngồi đi. Ngồi tới lùi bắt nữa. Đó. Chừng lạnh hết chừng. Được chưa? Vậy là mấy chục năm rồi. Rồi. Anh không ngồi ngay lại, sửa cái đít ảnh ngồi ngay lại. Đặt máy được rồi ba. Được quá. Đó, được quá. À, không, quay vô đây chỉa lên thấy cái nóc không à. Thấy ông trời không à. Được không? Con lành được. Được chưa? Dạ, con lành được. Thì thôi hồi nãy con đứng ở đây mà nghe niềm vui quá trời lớn luôn. Tới thăm căn nhà cái này. Cái ước mơ rất là lớn của chú để có căn nhà nhỏ nhỏ thôi chú, không phải là lớn mà của má. Thì nghe má Ngọc điện cho chị Hảo thì chị Hảo cũng quyết tâm để giúp chú. Xin phép lỗi ha, nghe cũng bị cảm không mà của má. Thì con cũng xin phép những anh chị con để hỗ trợ cho chú thêm phần nào đó nhỏ nhỏ ha, để góp sức cùng với chị Hảo với anh Tâm, chị Ngọc để giúp cho chú có căn nhà cho nó che nắng che mưa ha chú. Thì ở đây là con xin phép là chú Thanh Cường, chú Nguyễn Thanh Cường là một người chú của con ở bên Mỹ, gửi tặng cho chú 1 triệu ha. Cảm ơn. À, chú cảm ơn chú Thanh Cường giúp con ha. Dạ. Cảm ơn chú Thanh Cường. Nhà dưới bên cạnh đó là một cái người chị của con là chị Ristin ở bên Mỹ, là chị của chị Hương Phạm, là gửi tặng chú mà 1 triệu ha. Dạ. Chị gì chị? Chị Ristin. Ristin. Chị Ristin. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Dưới bên cạnh đó thì. Xin phép đi. À, con cũng xin phép là chị hai của con là gửi tặng chú 1 triệu ha. Dạ. À, chị hai của em là được. À, chị. Cảm ơn chị hai. Chị hai, cảm ơn chị hai. Dạ. Dạ. Của em Phong. Dạ. Bên cạnh dạ. Cảm ơn chị hai của em Phong. Bên cạnh đó thì em cũng xin phép là anh Di Thái với chị Thu Hà ở bên Mỹ là gửi tặng chú là 3 triệu ha. Dạ. Dạ. 1 2 à, 3 triệu là của anh Di Thái với chị Thu Hà bên Mỹ gửi tặng chú ha. Cảm ơn anh Di Thái với chị Thu Hà. Dạ. Em cảm ơn. Dạ, con cũng thay mặt những người anh, người chị, chú, những người chú của con cũng gửi tiếp sức phụ để làm cái ngôi nhà cho chú ha. Dạ. Mong mấy anh chị con với cô bác cũng chúc chú có sức khỏe. Dạ.
chỉ có một cái mái nhà như mong ước hả chú? Dạ. Cảm ơn dạ. Cô chú. Dạ. Với mạnh thường quân. Hay mừng quá hả chú? Mừng quá, nói còn dung luôn á. Dạ. Nói luôn. Sao cô? Thì anh nha. Tôi cảm ơn cô chú cho anh hai đang nghĩ là tôi mừng. Thì biết cái gì. Dạ. Biết gì nói. Biết chuyện gì nói. Ừ. Thì cảm ơn. Tại sao chị? Thì hôm nay được cái niềm vui rất là bất ngờ, còn đến đây là cũng trao cho anh Lợi một cái phần tiền để cho anh trang trải cuộc sống. Xin thay mặt chính quyền địa phương, hội chữ thập đỏ huyện cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều, rất rất nhiều. Xin kính chúc sức khỏe với mạnh thường quân luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc và bình an, mọi người đều bình an ạ. Và thành công trong cuộc sống để có những cái thu nhập để mà giúp được nhiều hoàn cảnh như thế nữa. Xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn chị ha. Ừ. Ba má ơi. Tối dạ, sao cô? Cô bữa nay cảm nhận chú được cái niềm vui quá lớn vậy, cô thấy sao? Tôi cũng thấy cũng được cái niềm vui này, tôi cũng vui cho vui lây. Mừng cho em nó được cái căn nhà để mấy chú mạnh thường quân giúp đỡ vậy, tôi cũng mừng. Dạ. Để em nó ở cái nhà vậy thấy cũng tội. Ô, con phí. Rồi cũng tôi cũng xin cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều. Con cũng thay mặt cô chú là cũng chúc bà con đầy nhiều sức khỏe ha. Dạ. À, dạ. Cũng chúc mạnh thường quân được nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Dạ. Rồi, ba ơi, nói câu đi ba. Thôi trước tiên là chúc mừng anh ha. Dạ. Cái duyên của mấy chị mạnh thường quân. Dạ. Mấy anh chị mạnh thường quân. Dạ. Thôi em cũng đây là em là đáng khâm phục nhất là chị em dâu này. Em dâu phải không? Em dâu. Em dâu, em dâu mà chồng chết rồi đó. Đâu có liên quan dính líu gì đâu. Mà vẫn là có cái tình người. Rất là quý. Đây là một cái tấm lòng rất là nhân văn. Mà hiếm trên xã hội bây giờ, hiếm còn tồn tại lắm. Thôi bà con cũng nên biểu dương cái chị em dâu này rất nhiều nha. Rồi thôi hai cơ cũng xin cảm ơn chính quyền địa phương, trước tiên là như chị Xuân. Rồi em tên gì anh? Dạ, em tên Phương. Phương Tân Phương. Phương không? Dạ. Là trưởng ban ấp. Trưởng ban ấp hả? Dạ. Chứ tất cả các bà con ở xóm đây đã đến động viên cho tinh thần cho anh đây. Thôi xin chúc mừng anh nha. Dạ, cảm ơn. Bà con biết không, chẳng những hôm nay là tụi em đi thứ bảy chủ nhật mà coi như là xếp xung nè, rồi anh trưởng ấp rồi dẫn thêm là cái coi như là lính của chị Xuân, coi như là xếp sao lính dậy. Giờ này coi như chạng vạng tối rồi, tối thui rồi đó, bà con thấy tối thui rồi. Mà tụi em còn ở trong cái vùng sâu, vùng xa, dữ lắm luôn á. Mà mấy anh, mấy chị này cũng phải dẫn tụi em đi. Không kể gì ngày đêm hết á. Rất là cảm ơn chính quyền địa phương ở đây. Nhất là anh Thành. Nhất là anh Thành á. Làm câu nói. Anh Thành là nói thiệt với bà con, anh Thành thương lắm. Không phải là xã của anh Thành. Mà anh Thành vẫn lặn lội đi với tụi em từ hồi sớm tới giờ. Rồi dẫn đi luôn, đi bằng dùng chiếc xe Honda luôn, khỏi đi. Tại sao quá trời mà chạy theo tụi em gì kịp. Nên là tụi em lên xe đi luôn. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều nha. Anh Thành. Dạ. Thì đâu anh đếm coi được nhiêu tiền rồi anh? Dạ. Cho em mừng coi. Đếm coi được nhiêu nào? Anh đếm coi em được nhiêu tiền em mừng. Dạ. Đếm ra tiếng luôn. 1 triệu. Nhiều. Cái này nếu mà mình xây dách đầy 2 đủ, triệu nước lá phong đầy đủ là 4 mấy triệu đó. 3 triệu là đầy đủ, lót gạch lót gì hết trơn. Còn nếu mà làm thì 4 triệu 5 triệu 6 triệu 6 triệu dạ. Rồi không đủ là bù ráng chịu nha. Đếm cho đúng nha. 6 triệu. Dạ thì vợ đồng Tâm, vợ chồng Tâm Ngọc cũng xin thưa với quý nhà hảo tâm,
Thì trước tiên thì tụi em cũng xin chân thành cảm ơn quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã trao cái tình thương yêu cho anh hai ở đây. Thì hồi nãy em cũng có thưa chuyện với chị Hảo. Thì chị Hảo cũng nói là quý mạnh thường quân trao cái tình yêu thương bao nhiêu, còn cái nhà này làm bao nhiêu thì chị Hảo cũng ủng hộ cho anh này, trao yêu thương cho anh này. Thì em cũng thưa với lại quý nhà hảo tâm và chị Hảo em, thì cho tụi em mạo muội hồi nãy được cái sự đồng ý của chị và quý nhà hảo tâm thì cho tụi em xin phép thì cũng nhận được là 6 triệu, thì còn bây giờ là 24 triệu. Giờ làm sao đây chị yêu? Thôi giờ chị em mình với lại anh xui em nha, anh Lê Khôi, chị yêu cho phép em hen. Rồi cũng mong anh Lê Khôi cho phép vợ chồng em để đại diện anh Xu với lại chị Hảo để trao nốt cái số tiền mà như hồi nãy là chị Hảo với anh Lê Khôi em đã xin. Thì coi như được 6 triệu rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ có cái anh em lột nón làm chị. Tại vì bà con thông cảm là em này đi làm mới về. Đi làm về tối là em mời vô luôn em thợ hồ đây, là em làm từ thiện rất là nhiều. Nên nghe được cái tình yêu thương của bà con trao thì em mừng quá. Rồi em cũng mời, nhờ cái anh trường ấp mời em này lại thì như là theo làm như theo cái nhà cũ thì sao, em trình bày cho quý mạnh thường quân nghe coi cưng. Thì bây giờ làm theo nhà cũ là 5m, 3m. 3m, yeah. 3m, dài 5m. Yeah. Có hai cửa. Một cửa chính, hai cửa sổ. Một cửa chính, hai cửa sổ. Một cửa toilet. Toilet làm trong nhà luôn ha. Toilet làm trong, dạ, nhà luôn rồi. Dạ, ngoài sau dạ, quay cửa vô nhà đi hông ra đó. Dạ. Ừ. Chứ không phải là cửa đi ra sau. Ừ, đúng rồi. Dạ. Không cửa ra sau. Dạ. Rồi vậy thì em lãnh là bao nhiêu cưng? Thì bây giờ lãnh là 30 triệu. 30 triệu. Tiền chế phải không? Các tiền chế. Đúng rồi. Tiền chế 30 dạ, triệu. Tại rồi, cái này trong đây là lên toilet với lên nền cao hơn. Phía bên cơ đó cũng nó cũng hơi cao. Dạ. Cái này là mình lên bằng cái nền bên đó. Phong quay cho quý nhà hảo tâm xem đi Phong. Bằng cái nhà bên đó. Tại vì cái này lên là cũng khoảng cũng xém 5 tấc à, chứ không dạ, ít dạ, đâu. Dạ, dạ, thì dạ, xém 5 tấc à, tại đây ngập mà. Thì không có lên nền cao là nó sẽ trời mưa là tháng mưa là bị nước ngập. Nước ngập lên. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ trưởng ấp cho chị mượn cái đó coi. Dạ thì ở đây là em cũng thưa với lại quý nhà hảo tâm trước, gà quý nhà hảo tâm sau thì cũng có chính quyền địa phương ở đây, rồi cũng có bà con chồng sớm đến chia vui với lại anh hai rất là đông. Thì dạ, có hỏi xin đất ba chưa tự nhiên cắt nhẹ. Dạ quên nữa anh ơi, hồi nãy em có nghe là anh hai nói là ở đậu đất của anh phải không? Giờ xin phép vợ chồng anh cho tụi bi em biết ý kiến coi, để là xin tiền mạnh thường quân cho rõ ràng coi anh. Chứ mà cưng sao lại. Dạ quên nữa trời ơi. Dạ. Dạ. Không có sao đâu, quay quay trên. Dạ. Chị kêu đây luôn. Dạ rồi sao anh? Thì đó giờ nó ở tôi cũng có hứa chừng nào mà nhà hảo tâm có cho các nhà tiền chế đó. Dạ. Thì tôi cho nó đỡ ở hết cái đời của nó. Dạ. Thì nói thiệt với anh thương. Đúng ra là tụi em không có các nhà tiền chế. Tại cái nhà này quá nhỏ. Mà mấy anh mấy chị, nhất là coi như là quý nhà hảo tâm á, là muốn cho hoàn cảnh chỉnh chu không hè. Chứ các nhà tiền chế là miễn cưỡng dữ lắm. Nhưng mà tại vì cái này là do coi như theo cái hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh. Nên ảnh ở, anh hai ở đất nhà của anh. Thì theo như anh nói đó, bà con cũng nghe đó, ảnh cho các nhà tiền chế thôi, không được xây. Thì như vậy là cũng quý quá rồi. Rồi chị vợ sao? Anh chồng cho là chị sao? Mặt chị buồn buồn vậy có chị? Sao? Sao không được vậy? Không có gì. Ở đây là hai chồng lòng rồi. Quang hô anh chị đi. Đó. Rồi con. Sao vậy được không anh? Anh lại. Dạ, dạ, được. Thôi cũng cảm ơn hai vợ chồng anh rất là nhiều nha. Rồi em cũng ở đây là thật sự mà nói cái này là vợ chồng em xin phép. Nhưng mà đi rất là xa, bà con cũng thông cảm cho vợ chồng em. Cái này là em chỉ lên em xin phép thôi. Nếu như bà con nào mà coi như là giúp tụi em, cho tụi em cái ý kiến, xin phép thôi chứ chưa có thực thi.
nó chưa có phải là triển khai liền. À, thì cái này là gợi ý của anh Tâm, hồi nãy giờ anh Tâm cũng là trao đổi là em như vậy để xin phép quý nhà hảo tâm xem sao. Thì như nãy anh nói là làm 3 mét dài 5 mét thì cũng có cái y như cái nhà cũ như vậy. Thì một cửa cái, hai cửa sổ, rồi toilet thì một cái toilet cho ảnh đi luôn. Rồi xong xuôi rồi sơn, sơn lăng bê á, xây lên 1 mét, sơn lăng bê rồi đóng ton lên, rồi lót gạch men, đóng la phong, rồi điện nước là anh này là ảnh làm từ thiện nên ảnh giúp luôn cái phần đó. Dạ thưa, thì anh này do cái nền quá cao đó bà con, mới đầu ảnh lãnh có ít, nhưng mà cái nền theo cái này là Tâm Ngọc yêu cầu, chứ cái anh hai này ảnh không có đòi hỏi gì trơn, yêu cầu cái nền cao để không ngập ảnh tạo nghiệp, có một mình lết lết dưới nước. Nên em thợ hồ đây thì em lãnh bao nhiêu em báo cho bà con quý nhà hảo tâm biết đó em. 30 triệu. 30 triệu. Dạ. Thì dạ thưa bà con, quý nhà hảo tâm, thì quý nhà hảo tâm thấy sao thì góp ý cho tụi em có ok không ạ? Thì bây giờ nếu bà con đồng ý ha, là có ý kiến gì thì xin góp ý kiến cho Phong Nguyễn. Tại đây là tụi em, Phong Nguyễn đang quay nên vợ chồng em đại diện thôi. Thì trước tiên á, thì cũng nãy tụi em cũng có xin phép chị Hảo, thì chị Hảo nói chung tay. Thì trước tiên tụi em trao tiền trước đi, rồi nếu mà bà con cho tụi em một gợi ý một lời nào thì hợp lý thì tụi em sẽ chỉnh sửa. Chứ tụi em đi xa dữ lắm, bây giờ nửa đêm nè mà còn ở đây mừng, rất là mừng luôn. Nên có cái việc gì sơ sót thì mong là bà con quan hỷ cho. Thì bây giờ thôi để tiếp tục đi, là tụi em cho tiền trước khi trao quà thì anh cảm ơn quý nhà hảo tâm nãy giờ đã trao yêu thương đó anh. Hai mặt gia đình cũng xin cảm ơn chú Hành Cường, chị Hai Cúc Phong, anh Duy Thái, chị Thu Hà, chị Christine, chị Christine ở nước ngoài hả? Dạ, rồi chị Hai nữa, chị Hai Cúc Phong. Dạ, rồi. Dạ. Rồi thì chị Hảo đã ủng hộ tụi em giúp cho gia đình. Dạ. Thì đây là nãy là nè, thôi anh cầm đi, giờ mình tới trao quà hen. Trao quà đi. Dạ thì bây giờ để tiếp tục trao yêu thương thì dạ thưa anh Lê Khôi, anh xui của em, anh xui thân yêu. Có cái gì đâu chống nữa. Có gì đâu quay. Nó nghe nè, trước khi thì để trao đi, cái này là của chị Hương Phùng gửi tặng chị nha. Bỏ ẩm đi xuống á, chỉ đi coi như là tham khảo các cái nhà bên kia mà chị về chị quên trao dầu cho chị. Nên là trao dầu cho chị luôn. Rất là nhiều. Dạ. Mùi hương này chắc là Hương nhớ chị hoài luôn á. Hương Mỹ đó nha, Hương Mỹ. Hương dạ, còn thưa với anh hai, ở đây là dầu của chị Hương Phùng. Rồi, anh có xài không? Xài. Dạ. Có xài mới tặng nha. Có xài mới tặng không? Dạ, chị Hương Phùng, anh cảm ơn chị Hương. Chị Hương. Dạ, dạ. Rồi từ bên Mỹ chị mang về đó. Rồi để tiếp tục trao yêu thương thì dạ em xin phép anh Lê Khôi, anh Sư của Tâm Ngọc cho tụi em. Tại vì anh biết không, bây giờ á, là hiện tại là 30 triệu thì mới nhận được có 6 triệu thôi, còn 24 triệu. Mà nói thiệt nha, nếu như còn sớm, trễ một chút nữa thì điện xin anh Duy Thái với chị Thu Hà. Mà giờ con rồi. Nhưng mà giờ cái thời gian không có chờ đợi được. 1 2 3 4 1 2 3 4 Đây anh cầm đi. Dạ cái này cho vợ chồng Tâm Ngọc xin phép anh xui cho em trao yêu thương cho anh này để chung tay với quý mạnh thường quân xây cho anh này cái nhà tiền chế. Và em xin chân thành cảm ơn anh Xui Lê Khâu rất là nhiều. Chúc anh Xui sức khỏe dồi dào, rồi coi như làm ăn may mắn để gửi tiền về cho tụi em đi giúp bà con nghèo. Xin cảm ơn anh ạ. Dạ 4 triệu đây, 4 triệu của anh Lê Khâu nha anh. 1 2 3. Dạ 4. Dạ anh Lê Khâu đó, anh cảm ơn anh Lê Khâu giùm em. Dạ. Bên Mỹ á. Nhìn vô mắt. Cảm ơn anh Lê Khôi. Dạ. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cầm. Em nếm lại. Mừng quá hả mệt. Cầm tay sao rung rung vậy? Trước khi dạ trước khi ra quà thì em cũng xin chân thành cảm ơn chị Hảo của em rất nhiều. Bà con biết không, chị không khỏe mà ráng đi làm, tại chị về Sóc Trăng là chị có cất một căn nhà rồi, nên chị thấy là bà con đây rất là khổ. Nên nãy chị có nói em là sao không xây nhà tường đi mà cất nhà tiền chế, thì em cũng thưa giống như anh chủ đất nãy vậy đó anh. Thì nên thôi, cái này là em xin đại diện chị Hảo là em trao 10 triệu, tại vì cái số tiền còn lại là 20 triệu. Nãy em có nói là vợ chồng em với chị cưa đôi, thì 20 triệu em sẽ, vợ chồng em sẽ 10 triệu, còn chị 10 triệu nha chị yêu. Thôi em đại diện em trao cho chị luôn nha, ấy trao cho anh hai luôn nha chị Hảo. 1 triệu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quên luôn, em về luôn. Dạ 10. Là anh cảm ơn chị Hảo dạ. Của em đi. Dạ cảm ơn chị Hảo. Nhìn vô máy dạ. Nhìn vô máy là thấy chị tắm dạ. Cảm ơn chị Hảo. Chúc gì chị không? Chị đang ngó cười với chú đó. Chúc gì chị không? Chúc sức khỏe. Chúc chị Hảo sức khỏe. Và đây là phần sau chó. Chị yêu ơi, anh Thành với mọi người Sóc Trăng là cũng mong chị về dữ lắm ha chị Hảo. Em nữa cũng mong chị về nữa. 1, thương quá 2, 3, cũng lo cho 4, bà con. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nè chồng điểm lại cho ảnh đi. Đây là của vợ chồng em ha. Dạ. Gửi cho anh 10 triệu nha. Dạ. 1, 2, là đủ luôn rồi đó. Dạ. 3, 4, 5, còn đi nữa. 6, không biết lát đi. 7, đầu tin đó. 8, 9, rồi 10. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ xin cảm ơn quý nhà hảo tâm rất là nhiều ạ. Hoàn thành đủ căn nhà. Rồi. Chào bye bye. Rồi bây giờ thì có anh Thợ Hồ đây nè. Thì bây giờ ảnh nói là ảnh lãnh anh 30 triệu đó, anh tính sao? Anh hai. Dạ. Anh tính lãnh 30 triệu đó anh tính sao? Thì lãnh thì... Thì làm đúng không? Làm. Dạ thôi cho em đại diện luôn tối rồi bà con. Đây thì thôi bây giờ em nó cũng có làm hợp đồng cho anh hai rồi nha. Dạ. Dạ thì... Cái này khác. Dạ, dạ đây đúng rồi. Dạ. Thì... 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thì đây là 20 triệu nè. Bây giờ anh gửi cho anh cái em Thợ Hồ này đi. Ứng trước 20 triệu đi. Rồi làm xong mình giữ lại 10 triệu. Không, anh cứ ngồi đây, em xin tới đi cứ. Em xin tới. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Anh trưởng ấp vô đi. Tại vì đây tâm sự cũng nhờ anh mà. Chị ấy vô đây. Tới trao tiền sao chạy đâu hết vậy ta. Đặng có gì người ta níu đó. Anh Thành, vô nha. Rồi. Dạ, rồi anh. Anh hai ơi, anh trao tiền cho anh Thợ Hồ đi. Anh làm. Dạ. Nó gõ bao nhiêu tiền để cái này nhiêu tiền à? Cái đúng. Này là 20 triệu. 20 triệu hả? Ừ. Bây giờ thì cái này là 30 triệu, nhưng mà em lấy tiền cọc là 20 triệu trước. Rồi chừng nào còn 10 triệu, chừng nào xong xuôi bàn giao nhà thì em sẽ nhận 10 triệu lại. Dạ. Dạ. Anh hai thì 10 triệu đây, anh coi như là anh muốn trao cho ai giữ để tới làm hoàn thành cái nhà xong rồi dạ, trao cho em. Em không hả? Dạ 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 đúng rồi. Dạ dạ đây anh trao đi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi chị Xuân đi. Dạ gửi chị Xuân đi. Gửi chị. Dạ cái này là nhà, còn phần 10 triệu còn lại là hội đổ huyện sẽ giữ, sau khi nào hoàn thành căn nhà thì xuống nguồn thu sẽ bàn giao 10 triệu tiếp theo này cho anh Thợ. Thì cái hộ kia dạ thôi chị ấy đi,
Thì phép anh nha. Đây, dạ. Tại vì chị Xuân quản lý đây cho nên dễ hơn, chị chạy tới chạy lui cho chú được. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi chị. Chị em dâu nè, hôm nay thì Quý Mạnh Thường Quân trao cho anh hai cái số tiền rất là lớn. Cái cảm nhận chị như thế nào chị? Cảm ơn cô. Có bắt đầu bắt không? Có rồi, chị. Có rồi. Đưa cho chị nói chị. Sao? Chị thấy sao? Có vui. Thấy mừng, cảm ơn cô, anh cô, chú, cảm ơn. Rồi, không phải là tụi em đâu. Bà con Quý Mạnh Thường Quân ở nước ngoài. Cảm ơn ở nước ngoài rất là nhiều. Cũng cảm ơn. Thì em lại ngày thăm cảm ơn. Cũng giấc nước mắt luôn mà. Chuẩn bị có nhà mới rồi ha. Chỉ là coi như là chị không có nói quen nói tiếng Kinh nên chị. Chị cái đó tiếng Khmer thì có dạ. Chuyện áp dịch nè. Dạ. Rồi anh còn anh chuẩn áp cái cảm nhận anh như thế nào mà nghe là cũng hơi lâu rồi phải không? Cái dạ. Căn nhà này là nghe nói cũng hơi lâu rồi. Mà, dạ thì mà con... anh thấy giờ anh biết sao? Anh thấy chị Hảo ngủ chưa dậy đó mà tôi điện thoại qua là chị. Chị biết là đã có cái hoàn cảnh là chị cần phải giúp, cần phải cứu nên chị dậy liền luôn á. Là anh dạ thì con thay mặt chính quyền địa phương, thay mặt chú Lợi, Trần Hữu Lợi thì cái hoàn cảnh gia đình khó khăn thì hôm nay được sự quan tâm giúp đỡ của thứ nhất là Hội Chữ Thập Đỏ huyện, đặc biệt là cô Xuân và chị Linh đã liên kết với Mạnh Thường Quân, những người hảo tâm chuyên làm thiện nguyện đến chăm sóc C1 để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn giống như chú Lợi. Thì thay mặt địa phương, thay mặt gia đình, Phương xin chân thành cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, đặc biệt là cảm ơn cô chú đã đến đây. Hiện tại giờ cũng đã tối rồi nhưng mà vẫn còn ở đây, vẫn còn ở quê hương xứ sở là chăm sóc C1 của Phương. Thì trước là Phương xin thành thật cảm ơn bằng một lời nói thật là chân thành. Là cuối cùng Phương xin chúc là cô chú và tất cả Mạnh Thường Quân, đặc biệt là cô Hảo ở bên nước ngoài, bên Mỹ đã quan tâm giúp đỡ đến gia đình của chú Lợi thật là nhiệt tình, đúng nơi đúng lúc. Dạ thì con xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn em nha. Thấy thương quá, để cho ảnh 200, ảnh bỏ túi đi chứ cho nhiều sạch gỡ sạch túi. Anh có tiền nó đưa lại em 200. Đâu đâu đâu. Chẳng không ạ. Anh cho em mượn 200 anh Thành. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Không là luôn đi má. Hả? Cái thuốc chương trình cho mấy ảnh là em. Dạ. Này anh này, em gửi anh 200 mua thuốc hút hay gì, bớt hút thuốc đi nha. Cảm ơn. Cho mẹ. Ừ, để gấp luôn hả Phong? Bao nhiêu là hết không? Anh buồn. Chọn gì phải không? Anh Phong, Phong vô đi. Nãy giờ Phong vô. Anh chưa ngấp, anh dùng. Không, để kết luôn ở đây, rồi đi anh Thành. Thành, kết chương trình luôn rồi đi. Vô, xác. Kêu chưa là ông ngấp dùm nước. Dạ, không hiểu rồi. Đắp, đổ cho. Vô đi mới. Đó, không sao, chỉ biết sao. Không, mà cô bác ơi, giờ cũng đã rất là tối rồi, mà bữa nay cảm giác rất là hạnh phúc. Nhưng mà quyết định của gần như là của chị Hảo mới điện, các chị xác nhận là cất căn nhà luôn. Mà ở đây là có sự phối hợp của địa phương nữa, từ chị Sưng cũng bên Hội Chữ Thập Đỏ huyện với bà con, với đại diện địa phương ở đây rất là đông nữa. Có anh trưởng ấp nữa, sát sao nữa. Mà bữa nay là anh xác nhận là cái căn nhà này là phải nói rất là lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội. Bữa nay là nói chung là được duyên dữ lắm rồi mới được xây cất ông bà cô bác. Thì một lần nữa thì Phong Nguyễn cũng đại diện tất cả những người anh, người chị địa phương ở đây, rồi cô chú bác ở đây với ba Tâm, mẹ Ngọc với Phong cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì để tiếp tục ba má cũng nói ít câu mình khép chương trình luôn ha. Sau cùng thay mặt đoàn cũng xin chúc tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như các khán giả xem kênh của Phong Nguyễn được dồi dào sức khỏe và làm ăn may mắn trong cuộc sống. Rồi xin chào bà con. Rồi chào bà cô bác. Chào chú nha. Rồi chào anh nha.